Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Tô Tổng hung thần của dân, ông trùm của đảng, nhưng là thỏ đế với tập. Mới đây, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đăng tin, Tổng thống Philippines Marcos Che đã chỉnh sửa một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố Việt Nam ủng hộ phán quyết trọng tài của nước này ở Biển Đông ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Manila việc báo chí trong nước bị áp lực phải rút bài liên quan việc công an khám xét VNG, một công ty có yếu tố Trung Quốc, thì cũng có thể hiểu được. Bởi 800 tờ báo trong nước đều chịu sự kiểm soát của đảng và phải vân lệnh đảng. Tuy nhiên, với một tổng thống của một nước khác, đảng Cộng sản Việt Nam, không thể dùng quyền lực buộc ông phải sửa bài. Đảng chỉ có thể dùng biện pháp ngoại giao tác động để tổng thống mà có sửa mà thôi. Và đây là hình bài thông tin trên VOA phát ngôn của một vị tổng thống được ví như cử ngũ chỉ tôm thì không thể nói bừa và cũng không thể bị đặt hơn nữa sự việc có liên quan đến quan hệ ngoại giao thì tổng thống Marcos càng phải cẩn trọng hơn nếu tổng thống Philippines bị chuyện thì chắc chắn phía Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích và phản đối chuyến thăm của đại tướng Phan Văn Giang bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đến Philippines vào cuối tháng 8 vừa qua được đánh giá là nhạy cảm bởi khi ông Giang đang ở Philippines thì tàu Trung Quốc và tàu Philippines có vụ đâm nhau ở Biển Đông. Philippines thời ông Marcos đã tỏ ra rất cứng rắn trước Trung Quốc. Theo một số ý kiến, việc ông Giang thăm Philippines được cho là phe quân đội Việt Nam đang muốn làm ngược lại với ý đồ của ông Tô Lâm. Rất có thể trong chuyến thăm này, ông Phan Văn Giang đã bày tỏ ý kiến như Tổng thống Marcos ngỏ lời cảm ơn tuy nhiên sau đó ông tô lâm có thể đã can thiệp thông qua bộ ngoại giao để yêu cầu tổng thống philippines sửa lời bởi theo nguyên tắc muốn đăng ý kiến của một cá nhân tổ chức thì phải được sự đồng ý của họ cũng theo một số nhận định chính trường việt nam những tháng qua cho thấy đường lối ngoại giao của tô lâm và phan quang giang hình như đi về hai hướng ngược nhau ông tô lâm thì sở tạo còn ông giang thì tỏ ra thân mỹ hơn nếu có đề nghị Tổng thống Marcos đổi lời, thì chỉ có thể là phe sợ mất lòng Tàu. Nói chung, tác động để Tổng thống Marcos sửa lời là người đứng đầu của đảng Cộng sản Việt Nam vì sợ mất lòng Trung Quốc. Rõ ràng, ông Tô Lâm đang sợ Trung Quốc, chẳng khác nào chuột sợ mèo Với thái độ của Tổng bí thư như thế, thì giấc mơ thoát Tàu gần Mỹ sẽ chỉ là giấc mơ hảo huyền mà thôi. Trong những năm qua, ông Tô Lâm đã chứng tỏ cho dân Việt thấy rằng Ông chính là hung thần. Công an như kiêu binh, bắt người vô tội vạ, bắt người không cần lệnh của tòa án, vân vân. Không những vậy, ông Tô Lâm còn chứng tỏ với đồng chí của ông rằng ông là người dám làm tất cả, là người có sức mạnh, không ai có thể kiểm soát được, là ông trùm thực sự của đảng. Cứng với dân, nhưng Tô Lâm lại mềm yếu trước tập cận bình. Giờ đây, nghe nhắc đến quân của Tô Lâm, không chỉ người dân mà giới lãnh đạo cũng phải sợ hãi. Nói chung, với cả dân và đảng, Tô Lâm là người đáng sợ. Tuy nhiên, với tập cận bình thì Tô Lâm lại tỏ ra là thỏ đế, không hề dám trái ý. Muốn đất nước độc lập, trước hết phải độc lập về chính trị. Tuy nhiên, từ sau năm 1990, tất cả các đời tổng bí thư đều tự chấp nhận thân phận bề tôi. Họ luôn lo sợ và tự nhắc nhở bản thân là phải biết ăn ở sao cho phải đạo với Trung Nam Hải. Như vậy, còn lâu lắm đất nước này mới có được độc lập đúng nghĩa. Đúng là sau khi Tô Lâm lên ngôi, đảng đã có những bước đi gần hơn với Mỹ, nhưng các bước đi ấy rất rón rén, trong phập phòng, lo sợ, sợ Trung Nam Hải không vừa lòng. Thỏ đế như vậy thì làm sao dẫn dắt đất nước này tiến lên? Thỏ đế thì chỉ muốn ẩn nắp, tìm sự an toàn cho chính mình mà thôi. trận giao hữu tẻ nhạc giữa Nga và Việt Nam. Ngày 7 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay ít lựa chọn vì FIFA cấm đội Nga giao hữu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình điều hiu. VOA dẫn báo chí Việt Nam cho biết, trong trận bóng đá giao hữu với đội Nga ở Hà Nội ngày 5 tháng 9, đội bóng đá Nam quốc gia của Việt Nam với tư cách chủ nhà đã để thua 0-3. Tuy nhiên, điều đáng nói là trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình điều hiu hiếm thấy trong khi một số người bình luận rằng khán giả Việt giờ đây ít quan tâm đến đội nhà. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết báo chí Việt Nam đưa tin những vị khách Nga thắng dễ dàng do vượt trội về đẳng cấp, trong khi đội Việt Nam vẫn đang thử nghiệm đội hình và chiến thuật dưới thời của một vị huấn luyện viên mới. Theo VOA, Nga đứng thứ 33 trong bảng xếp hạng của FIFA, Việt Nam dưới tới 82 bậc ở vị trí 115. Trận đấu giữa hai đội diễn ra trong khuôn khổ một giải đấu mini do Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tài trợ cùng với sự góp mặt của đội bóng Thái Lan. VOA trích các hãng quốc tế đưa tin về trận đấu viết rằng, đội bóng Nga tìm đến Việt Nam do không thể tham gia các giải quốc tế như World Cup hay Euro vì họ bị FIFA cấm sau khi Nga xâm lược Ukraine hồi năm 2022. Ngoài Việt Nam, đội bóng xứ sở Bạch Dương đã thu xếp được một số trận giao hữu khác thường là với những đội của các nước đồng minh của Nga về mặt chính trị. Gần đây nhất, đội Nga thắng CBA và Belarus cùng với tỷ số 4-0 lần lượt vào tháng 3 và tháng 6. VOA dẫn lời ông Simon Chadwick, giáo sư về thể thao và kinh tế địa chính trị, nói với một hãng tin quốc tế rằng, những trận đấu này có lẽ là hoạt động ngoại giao hơn là thi đấu bóng đá thuần tí. Các quan chức ở Moscow dường như sử dụng các dịp như vậy để xây dựng tính chính danh và sự ảnh hưởng trên thế giới. VOA cũng dẫn lời chuyên gia bóng đá Nguyễn Lưu trả lời phỏng vấn của các hãng tin quốc tế rằng chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam lý giải về quyết định đón tiếp đội Nga đến thi đấu. Như VOA đưa tin trước đây, Việt Nam đã tránh bỏ phiếu bất lợi đối với Nga tại Liên Hiệp Quốc sau khi Moscow tung quân xâm lược Ukraine. Nga và Việt Nam có quan hệ thân thiết từ những năm 1950 với việc Liên Xô đã viện trợ khổng lồ cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và duy trì nền kinh tế sau chiến tranh. Về trận đấu giao hữu vừa qua, vẫn theo VOA, báo chí trong nước miêu tả nó đã diễn ra trong không khí điều hiu và lát đát khán giả. VOA dẫn tường thuật của một trang báo quốc tế nói rằng, cho đến khoảng 20 phút trước trận, khán đài B của sân cũng chỉ có đến chưa đầy 200 người. Đây là hình ảnh khác biệt so với những lần đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân vận động quốc gia. Và đây là hình sân Mỹ Đình vắng khán giả trong ngày đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Nga. VOA cũng cho biết, theo nhiều trang tin nước ngoài khác, chỉ có khoảng 6.000 khán giả trên tổng số 40.000 ghế tại sân vận động, cho dù Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đến dự khán. Bên cạnh đó, VOA tiếp tục cho hay, trên mạng xã hội nhiều người bao gồm các Facebooker, Kim Văn Trinh, Xuân Nghĩa Lê, Tương Nguyên, Thái Thuần Trân, gà già nhận xét rằng bầu không khí trên cho thấy khán giả Việt giờ đây ít quan tâm đến bóng đá nga và sâu xa hơn là tình cảm nguội lạnh của người Việt với nước nga. Họ cũng nêu ra một điều nữa có thể đã làm cho khán giả không muốn đến sân vận động đó là những lời lẽ của các cầu thủ và huấn luyện viên đội nga trước trận đấu bị xem là chê bai đội Việt Nam. VOA cho biết thêm, các trang tin Việt Nam đăng bài trong ngày 2 và ngày 3 tháng 9, trích lời huấn luyện viên và cầu thủ Nga đánh giá rằng chất lượng sân Mỹ Đình không tốt, thời tiết nóng ẩm và đội Việt Nam không có tên tuổi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trận giao hữu tẻ nhạc giữa Nga và Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới